Hôm nay có một sự kiện rất quan trọng trong cuộc đời của hướng vận tải mới Uski. Chúng tôi đã có một cuộc họp báo cho các phương tiện truyền thông Ả Rập, địa phương và quốc tế, nơi chúng tôi đã thể hiện thành tích của mình và chúng tôi đã chỉ ra giai đoạn đầu tiên của việc thực hiện giao thông đô thị. Các nhà báo quốc tế và các khách mời đã có thể tận mắt chứng kiến và đi trên loại phương tiện giao thông mới này ở độ cao 10 mét so với mặt đất. Sự kiện này báo hiệu rằng chúng tôi đã sẵn sàng thương mại hóa dự án ra thị trường để giải quyết các vấn đề của giao thông đô thị trong thành phố, tốc độ cao và vận chuyển hàng hóa. Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn của tôi đối với chính phủ của Sanja và vua chúa Sheikh của Sanja để được hỗ trợ đã được cung cấp cho chúng tôi trong việc phát triển phương thức vận tải đổi mới này.